Xin chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tháng 3 năm 2022. Thì giờ kính mời các bạn cùng mình ngắm cái lan hoa giả hạt hoa hồng đỏ nha các bạn. Đang nở rất nhiều trong vườn. Trong vườn thì có nhiều loại lan, hiện nay là nó rất là nở rất là đẹp. Đây là ngang ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu thì nó loại này cũng dễ trồng các bạn. Này là lông tu nha các bạn. Nói về cái lan giả hạt hoa hồng đỏ thì cái loại này nó rất là ưa trồng lên các cái thân gỗ nha các bạn. Mình trồng năm nay là năm thứ 3 rồi. Các cái thân già này đang cho hoa rất là sai, rất là đẹp các bạn. Hiện nay trong vườn thì cũng rất là nhiều cái kỳ của cái giả hạt hoa hồng đỏ. Bạn nào có liên hệ trao đổi giống thì alo với mình nha. Số điện thoại mình để dưới video nha các bạn. Cái lan giả hạt hoa hồng đỏ này thì nó rất là dễ trồng các bạn. Nó rất là ưa cái gỗ vú sữa. Ở đây mình trồng trên cái gỗ vú sữa. Mỗi cái thân dài khoảng chừng một cái đoạn gỗ chừng 3 đến 40 cm thì mình trồng từ 6 đến 8 cái mầm con, thì sau 2 đến 3 năm thì các bạn sẽ có một cái giò giả hạt nó sổ xuống như vậy, rất là đẹp các bạn. Mình thì cũng mới tập tành chơi lan thôi, nhưng mà cái loại này mình thấy nó rất là dễ trồng. Mình cũng rất là ít bón phân cho nó nha các bạn. Chủ yếu là mình xịt phân bón lá cho nó. Trong vườn mình thì nói chung là cũng chơi rất là nhiều cái loại, nhưng mà cũng lan thường thường không à các bạn. Không có va vấp đồ này kia, mình không có chơi nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Giả hạt hoa hồng đỏ nở hoa từ hôm Tết tới giờ nha các bạn. Đến nay là nở lai rai là cũng gần một tháng rồi các bạn. Cái hoa này thì nó nở trong vòng 2 tuần đến 3 tuần thì nó sẽ tàn các bạn. Nhưng mà nó kéo dài hết nụ này tới nụ khác. Thì đến nay thì nở cũng hơn một tháng rồi mà trong vườn mình cũng còn rất là nhiều hoa. Đây là cái lan lông tu nha các bạn. Cái giả hạt hoa hồng đỏ này thì cái màu hoa nó nhìn cũng được các bạn, không đến nổi, nhưng mà nó ưu điểm là rất là dễ trồng. Đây là ngọc thạch hai màu các bạn, ngọc thạch hai màu cũng đang cho hoa và đang cho nụ. Cái loại này mình trồng ở trên cái gỗ nhãn. Còn đây là những cái kỳ mà giả hạt hoa hồng mà mình cắt ra từ những cái thân nó vừa cho hoa. Này là cái mầm cầm tím, một người bạn mình cũng mới tặng cho mình, không biết chồng nó có sống không. Trong vườn mình cũng mấy cái loại lan cũng thường thường thôi các bạn. Nhưng mà đây là cái loại trầm này các bạn, bông rất là thơm các bạn. Cái loại này ưu điểm cũng rất là dễ trồng, như một vàng giả hạt hoa hồng đỏ của mình này các bạn. Cái này nhân giống cực kỳ nhanh nha các bạn. Sau khi chơi một mùa thì các bạn thấy là những cái thân mà nó đã cho hoa rồi thì ở cuối những cái thân này nó sẽ ra rất là nhiều kỳ, các bạn tha hồ mà trồng. Lông tu các bạn, đây là ngọc thạch ba màu nữa các bạn, nằm ở trong mát nên là cái màu tím nó hơi lợn. Các bạn nhìn so với các loại lan khác thì giả hạt hoa hồng đỏ nó cũng rất là đẹp. Lông tu đá nha các bạn. Lông tu hôm nay không được mùa mấy. Cái loại trầm này thì cũng xuyên hoa các bạn, và cũng rất là dễ trồng, nhân giống cũng là nhanh. Đây là những cái mầm gốc của cái giò trầm của mình nè các bạn. Mầm gốc lên rất là nhiều. Trong vườn mình thì chủ yếu là trầm với lại giả hạt thôi các bạn. Còn mấy cái loại này thì chỉ chơi cho có vậy thôi các bạn. Đây là những cái giò châu như mình mua từ cái thời cấy mô các bạn, nhưng mà qua 2 năm chăm sóc thì mầm gốc đang lên rất là khỏe. Đó, đây là châu như nha các bạn, châu như mà lá cũng giống như lá mít. Đây là giả hạt cánh biên các bạn, giả hạt cánh biên này mình cũng chưa có thấy hoa. Giả hạt cánh biên này thì mình trồng nó cũng đơn giản các bạn. Đây là giò phi điệp nè bạn, phi điệp ám mắt trâu, mình cũng đã chơi hoa được 2 vụ rồi. Đây là những cái giò mít,
mít mà từ mua từ thời cái mô các bạn, nay nó đang nhảy rất là nhiều kỳ. Mấy cái trò này chủ yếu là châu Như các bạn, châu Như rồi mắt đỏ, mấy thằng này cũng chưa thấy hoa mình, nhưng mà mình cũng chưa được thấy hoa nó, tại vì mình mua từ cái thời nó rất còn bé các bạn, nên là bây giờ mình cũng chưa có. Chào các bạn nha, bạn nào có nhu cầu trao đổi cái giả hạt hoa hồng đỏ thì liên hệ với mình nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy sức khỏe, giữ gìn an toàn trong cái mùa dịch nha các bạn. Xin chào các bạn.